Sao ngài có thể nghi ngờ những trung thần của mình chỉ vì vài ba điều vớ vẩn chứ? Một công chúa đáng ra luôn phải cẩn trọng lời nói, hành động của mình. Lần này quả thực công chúa đã quá bất cẩn rồi. Con gái của thần tuy còn non dại, hành sự còn nhiều điều sơ sót, nhưng lòng trung thành của tiểu nữ đối với vương thất cũng giống như vi thần vậy. Thần thật sự vô cùng bi phẫn. Thưa bệ hạ, thưa bệ hạ, xin các vị hãy bình tĩnh. Chắc hẳn công chúa đã chịu rất nhiều khổ cực khi lưu lạc ngoài cung. Nếu người không quen với luật lệ trong cung hay hành vi chuẩn mực của thành viên hoàng tộc cũng là điều dễ hiểu. Nếu công chúa thừa nhận hành vi của mình chưa phù hợp thì chúng thần sẵn lòng bỏ qua chuyện này. Công chúa, con xin lỗi các đại thần đi. Đã làm sai thì phải biết nhận sai. Con không làm sai gì cả. Sao cơ? Con đã cố gắng hết sức để cứu thái tử. Con không nghĩ mình phải xin lỗi vì điều đó. Im ngay. Từ hôm nay con không được bước chân ra khỏi điện Morion. Phụ hoàng, con phải ở trong đó cho tới khi ta cho con ra ngoài. Chẳng ra hệ thống gì cả, không có trên dưới gì hết. Trời ạ, sao có thể như vậy? Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Tất cả là lỗi của thần. Thần đã sơ suất rồi. Hay là ngài đã thông đồng với cha của ngài để lừa ta? Công chúa, ta không quan tâm. Ngài đã lừa ta hay bị lợi dụng? Ta chắc chắn một điều là không ai trong cung đứng về phía phụ hoàng hay thái tử. Thần sẽ đứng về phía công chúa. Ngài sao? Con trai trưởng tộc Gieru. Phụ hoàng là người quyền lực nhất đất nước này, nhưng đồng thời cũng là người yếu đuối và cô đơn nhất. Ta sẽ bảo vệ phụ hoàng. Ta nhất định phải làm vậy. Nhũ mẫu, chiếc vòng cổ này trước đây bệ hạ đã gửi nó đến đây để tiểu nhân cất giữ nó thật cẩn thận ở điện Morion. Trời đất, cứ như bệ hạ biết công chúa sẽ quay về vậy. Đó có thể là ai đây? Sao cơ ạ? Người duy nhất có thể bảo vệ ta lại ở sâu trong núi, rất xa cung điện. Vậy thì người đêm qua là ai? Chắc chắn phụ thân đã phái thích khách tới. Tuy điều đó sẽ khiến trong cung gặp nguy hiểm, nhưng công chúa sẽ đơn độc một mình ngoài cung. Hơn nữa công chúa còn không phòng bị gì cả. Đó là cơ hội tuyệt vời để phụ thân bí mật trừ khử công chúa. Dù có thất bại thì vẫn có thể phỉ báng công chúa đã gây chuyện thị phi. Con nói đúng chứ?
Sự thông tuệ của con nếu chỉ được dùng ở thành Pyongyang thì thật đáng tiếc. Nghe nói có người thấy cặp sinh đôi Gu-tuk ở thành Gyeru. Con đi xử lý chúng đi. Người đang đá con tới vùng hẻo lánh phía bắc sao? Nếu con lập công, điều đó sẽ giúp ích cho gia tộc. Vài ngày nữa hãy khởi hành đi. Con không đi. Xin phụ thân thu hồi mệnh lệnh. Nếu con kháng lệnh của ta, ta sẽ đuổi con ra khỏi gia tộc đấy. Con muốn làm một kẻ bần hèn thay vì làm con trai cả của trưởng tộc Gyeru sao? Là Gochuga bảo con làm vậy sao? Ta đang nói đến chuyện thuốc của thái tử. Vụ hãm hại công chúa lần này, con cũng góp công trong đó phải không? Sao có thể ạ? Con chỉ đưa thuốc cho thái tử thôi. Mưu mô chính trị chẳng qua chỉ là thủ đoạn làm giàu thôi. Ta không quan tâm sóng gió trong cung. Đối với chúng ta, tài lộc bể tay là được rồi. Đừng để bị dính líu quá sâu. Đương nhiên rồi ạ. Phải rồi. Vị khách đó báo ngày mai sẽ tới ạ. Đó là một vị khách tôn quý và thần bí. Nhớ cẩn thận đấy. Đừng để lộ ra thông tin. Con sẽ chuẩn bị thật cẩn thận. Cảm tạ ngài đã đi xa như vậy để tới đây. Mời ngài. Mời ngài đi bên này. Đừng để xảy ra sai sót gì. Đương nhiên rồi ạ. Thái tử, nếu ta làm phiền tỷ thì ta sẽ quay lại sao? Đệ là đệ đệ của ta mà, có gì mà phiền đâu. Ta sẽ đi ngay thôi. Ta nhớ hồi nhỏ, khi ta kêu gào đói, ăn thêm cái này, tỷ luôn nhường cho ta. Thì ra là kẹo à? Ta muốn cảm ơn tỷ. Chắc tỷ đã rất hốt hoảng khi nghĩ thuốc của ta có độc. Kể cả như vậy, ta vẫn thấy rất biết ơn tỷ. Vậy ta xin cáo từ. Nếu tan một mình thì nhiều quá. Đệ có muốn ăn cùng không? Như vậy cũng được sao? Như vậy cũng được sao à? Cứ nói chuyện với ta thoải mái như trước kia đi. Để khiến ta không thoải mái đấy. Nhưng như vậy có được không?
Kẹo mà chảy nước là không ngon nữa đâu. Sau tang lễ của mẫu hậu, phụ hoàng như biến thành một người khác vậy. Lúc thì người nổi cơn thịnh nộ, lúc thì người khóc lóc đau đớn, người bỏ mặc quốc sự, người còn nhiều lần nhốt mình trong tẩm cung nữa. Chắc thái tử đã vất vả nhiều rồi. Ta không sao cả. Xin lỗi đệ. Đáng ra ta phải trở lại cung sớm hơn. Ta xin lỗi. Tỷ tỷ, người phụ nữ đó phải trả giá cho những gì cô ta làm. Ai cơ? Chủ tiệm thuốc Trang Bách. Cô ta đang cung cấp thứ thuốc độc hại đó cho phụ hoàng. Mọi người trong cung không nói công khai, nhưng ta vẫn nghe được phong thanh. Nghe nói thứ thuốc độc hại đó đang ăn mòn sức khỏe và tâm trí của phụ hoàng. Thứ thuốc độc hại sao? Nghe nói nó được lén vận chuyển từ Sên La. Riêng việc này thôi là đã trái với quốc pháp rồi, không phải sao? Won à, đừng kể chuyện đó cho bất kỳ ai. Tại sao? Lỡ đệ cũng bị cấm túc giống ta thì sao? Ta không sợ đâu. Nam tộc đang bí mật bảy mưu tính kế sau lưng chúng ta, đó chính là bất trung. Thái tử đã trưởng thành rất nhiều khi ta không có ở đây. Cạn ly vì vụ làm ăn của chúng ta nào. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Mời Yong đừng gây ra thế, mau rót rượu đi. Vâng, nào. Uống rượu. Đúng là tên tham lam. Có vẻ ông ta rất vui vì đại sự đã thành. Phải làm con gái của kẻ như vậy chắc cũng không dễ dàng gì. Nếu ngài có thể ở lại một đêm thì tốt quá. Ta phải đi bộ, sau đó đi thuyền. Đâu có thời gian rảnh rỗi đâu. Ta phải quay về Sên La trước khi bị phát hiện. Đây là danh sách tướng quân, số lượng binh lính được phái tới biên cương, là loại vũ khí họ sẽ mang theo. Ta đã kiểm tra nhiều lần rồi, chắc chắn không có gì sai sót. Đại vương rất để cao công lao của ngươi. Khi trở về quê hương, ngươi sẽ được trọng thưởng. Ta chỉ làm tròn bổn phận của một người Sên La thôi. Ngài hãy mau chóng lên đường trước khi trời sáng.
Ta định sai ngươi làm một nhiệm vụ quan trọng. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Đại nhân đã cứu mạng tiểu nữ. Vì ngài dù là hố lửa, ta cũng nguyện nhảy vào. Hãy tới Goguryeo. Quan trọng nhất là tài lộc mới là thứ vĩnh cửu. Vâng, đúng vậy, đại nhân nói đúng. Ôi trời, đại nhân. Ôi trời, đại nhân ơi. Ôi trời, có chuyện gì vậy? Đại nhân. Thêm chén nữa nào, đại nhân. Ngươi muốn thứ gì? Cứ nói đi. Ngươi muốn ngân lượng hay muốn đất đai? Tiểu nữ chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, nhưng tiểu nữ am hiểu thảo dược, tính toán cũng rất nhanh. Tiểu nữ muốn làm việc cho đại nhân ạ. Tiểu nữ có thể phụng dưỡng đại nhân như cha của mình được không? Đứng dậy đi. Công chúa, đừng đi mà công chúa. Nhũ mẫu, mẹ hạ đã dặn người phải cẩn trọng cơ mà. Nếu lần này người lại kháng lệnh và gây rắc rối, lúc đó các đại thần sẽ không để yên đâu. Đại thần, đám người không coi hoàng thất ra gì đó sao? Công chúa, nhũ mẫu có nói gì cũng không ngăn được ta đâu. Ta làm việc này vì phụ hoàng. Công chúa bất ngờ lắm sao? Trước đây khi người đến đây với thân phận sát thủ, thần đã theo dõi công chúa. Khó khăn lắm mới phát hiện ra lối bí mật này. Sư phụ Go đừng ngăn ta. Thần đến để giúp công chúa. Ta không cần. Giọng của thần to lắm đấy. Thần mà hét lên, các thị vệ ngủ ở cửa bắc sẽ thức dậy cả đấy. Ta không có thời gian đùa giỡn với sư phụ Go đâu. Thần cũng không đợi ở đây để đùa giỡn với công chúa. Vài ngày nữa, thần phải tới thành trì phía bắc. Thần không thể kháng lệnh phụ thân. Vậy nên thần đến đây để thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa sẽ đứng về phía công chúa. Thần có thể làm gì để giúp người? Thần biết Hemuyong làm trái quốc pháp, buôn lậu thảo dược. Cô ta giấu hàng trăm cân thảo dược ở đây.
Ngài biết cô ta buôn lậu thảo dược từ Sinla, và lại thuốc của cô ta đang hủy hoại bệ hạ. Tại sao ngài vẫn để yên? Vì thần cũng có giao dịch với cô ta. Giao dịch gì? Đi theo thần. Không lâu trước đây, thần vẫn thấy thảo dược chất đống ở đây. Cô ta chuyển chúng đi chỗ khác rồi à? Sao vậy? Người lùi lại đi. Các ngươi đừng sợ. Công chúa, hãy đổi y phục với ta. Người đang nói gì vậy? Ta phải biết lý do. Chúng bắt họ đến đây. Công chúa đang làm gì vậy? Công chúa vẫn đang ở trong điện Morion. Người đang đọc sách. Cô ta chỉ giở vờ đọc thôi. Một khi phát hiện điều gì khả nghi thì phải báo cho ta ngay. Công chúa, người nhất định phải bảo trọng. Đứng dậy, đứng lên đi. Đứng lên. Đưa chúng đi. Đứng lên. Đi đi. Chúng ta đi thôi, đi đi. Nhanh lên. Đi đi. Bọn chúng là ai? Bọn chúng đang đi đâu? Tiểu nhân không biết ạ. Chỉ biết bọn tiểu nhân sẽ đến Bắc Châu. Sao? Các người sẽ được cống cho Bắc Châu ư? Vâng ạ. Theo lý cống phẩm và cống nữ phải được gửi đi mấy ngày trước rồi mà. Nhưng bọn tiểu nhân được đưa đến đây từ trước đó rồi. Bên này không có gì cả. Bên đó thì sao? Toàn rêu là rêu thôi. Lạ thật đấy. Bọn ta luôn để lại một thẻ gỗ dưới tảng đá này mà. Chắc họ bỏ rơi các ngươi rồi. Các sát thủ khác chắc chắn đã tập hợp lại, ngoại trừ các ngươi rồi. Rõ ràng thế còn gì? Ngươi vừa nói gì? Này, tránh sang một bên. Mau nhìn xuống dưới xem. Đợi chút nhé,
Chết tiệt. Đợi chút, đợi chút. Đây rồi, tránh ra. Tập hợp ở đâu vậy? Sông Hoa Đăng. Sông Hoa Đăng. Sông Hoa Đăng là ở đâu? Cô không biết thì sao ta biết được? Ta chưa từng nghe tới nơi đó. Cải thảo đây. Người của ta đã ở khắp thành. Thuộc hạ sẽ loan tin có một bác sĩ rất giỏi đến đây. Mọi người sẽ đổ xô đến đây thôi ạ. Nơi tăm tối nhất thế gian chính là ngay dưới ngọn đèn. Từ giờ bổn ban chủ sẽ dùng chính miệng lưỡi của mình để đâm thẳng vào trái tim của nhà vua. Sao ban chủ lại nghĩ ra cách vào cung như vậy? Công chúa đã dậy chưa? Chưa ạ. Hình như công chúa bị nhiễm phong hàn rồi ạ. Thái y đâu? Dạ. Công chúa không khỏe, đương nhiên phải gọi thái y rồi. Vâng, người nói đúng. Nô tỳ đang định đi mời thái y đây ạ. Chắc công chúa ngã bệnh vì phải chịu áp lực nặng nề. Để bổn cung vào xem thế nào. Nhưng công chúa vẫn chưa rời giường ạ. Tránh ra cho ta. Người nói công chúa bị nhiễm phong hàn. Vậy công chúa đâu? Ta hỏi công chúa đâu? Kể từ tối qua, nô tỳ đã không thấy công chúa rồi ạ. Sao cơ? Này ngươi, bọn ta đã đi suốt đêm mà chẳng được ngụm nước nào cả. Dám cãi à? Nghỉ một lát đi. Đã cách kinh thành đủ xa rồi, nghỉ một chút cũng không sao. Vâng, thưa chủ nhân. Dừng, nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cô. Cống nạp lương thực còn chưa đủ sao mà còn phải cống thêm phụ nữ? Nếu không phải sang Bắc Châu thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Nhìn y phục và nghe giọng thì hình như là người của Silla. Silla ư? Chúng ta bị bán rồi. Đáng lẽ chúng ta sẽ đến Bắc Châu, nhưng họ lại đang lén bán chúng ta sang Silla. Chính là những đại nhân trên cao ấy. Đừng lo, quân của nhà vua sẽ đến kịp trước khi chúng ta sang Silla. Ta là người của quan phủ. Vậy sao? Đất nước này đã làm được gì cho chúng ta? Đến Bắc Châu hay Silla cũng như nhau thôi, đều sẽ phải hầu hạ phu nhân nào đó hoặc làm thiếp của lão già nào đó. Không đâu, các cô đều sẽ được về nhà. Ta hứa đấy. Trong túi sau của ta có dao, lấy nó cho ta. Quan binh sẽ đuổi tới thật sao? Guguryu sẽ không đứng yên nhìn bách tính của mình bị bán sang nước khác đâu. Đây là trách nhiệm của một quốc gia. Chúng ta đi thôi. Đứng dậy đi. Đứng lên. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Cái gì? Công chúa biến mất ư? Thật là nhục nhã.
Sau khi trở về, công chúa chưa từng chịu an phận. Công chúa thậm chí còn dám làm trái lệnh ta. Con bé đi đâu được chứ? Chắc công chúa ở đâu đó trong cung thôi. Bệ hạ, đừng quá lo. Đã tìm khắp nơi trong cung rồi. Công chúa không có trong cung. Sao nó dám? Phụ hoàng, thật ra hôm qua con có tới điện Morion. Bệ hạ, tướng quân cô xin cầu kiến ạ. Bảo hắn ta quay lại sao? Rồi sao? Tướng quân, thần đã đợi được diện kiến bệ hạ từ sáng sớm. Ta bảo ngươi quay lại sau mà. Chuyện này có liên quan đến an nguy của công chúa ạ. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Đi tiếp đi. Này, dừng lại. Của ai đây? Của ngươi à? Không ạ. Nó rơi dưới chân của ngươi cơ mà. Không phải của ta, mà là của cô ấy.